Đức Chúa Trời đã thức tỉnh chúng ta về lẽ thật rất quan trọng liên quan đến mana, hầu cho chúng ta nhận ra ai là Đấng Christ. 2000 năm trước, nhiều người Giu-đa, người Pharisee, thầy thông giáo và những người dân Israel đã hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Ngài có thật sự là Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian này không? Đương thời, thông qua các lời ví dụ, Đức thân Đức Chúa Giê-xu đã thức tỉnh họ rằng chính Ngài là mana của sự sống từ trên trời xuống. Người dân Israel đã hỏi Đức Chúa Giê-xu về mana. Tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng. Liệu Ngài có thể cho chúng tôi xem thấy phép lạ giống như mana rơi xuống từ trên trời trong suốt 40 năm không? Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng: Ta là mana, bánh của sự sống từ trên trời xuống. Ngài nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại sự thật này. Tuy nhiên, dù họ muốn biết Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không tin Đức Chúa Giê-xu. Thời đại ngày nay cũng vậy. Dù nhiều người Giu-đa đã không tin, nhưng các môn đồ ở cùng Đấng Christ thì tin rằng Ngài là thực thể của mana. Khi Đức Chúa Giê-xu hỏi: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Phi-e-rơ đã trả lời rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chẳng phải chúng tôi đi theo Ngài trong khi tin và nhận biết rằng Ngài là thực thể của mana của sự sống từ trên trời xuống rồi hay sao ạ? Phi-e-rơ đã làm chứng về đức tin của mình đối với Đức Chúa Giê-xu như vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải là lý do mà ta đã chọn các ngươi sao? Đức Chúa Trời đã ban lẽ thật cho những người như vậy. Đức Chúa Trời cho phép họ nhận ra rằng Đấng Christ là thực thể của mana thông qua giáo ước mới được gọi là lễ vượt qua. Khi chúng ta hiểu một cách trọn vẹn về lịch sử xảy ra cách đây 2000 năm, chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng về cách mà Đấng Christ sẽ xuất hiện với chúng ta vào thời đại này.